Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta thì đã trải qua được rất nhiều những cái bài tập liên quan đến phòng tránh xâm hại và bạo hành rồi đúng không nào? Các bạn đã biết được cái cách phòng chống các cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái tình huống mà nguy hiểm có thể xảy ra. Và lần này là chúng ta sẽ cùng nhau học về tiếp chủ đề tiếp theo, đó là làm gì khi mà bạn bị bạo hành nhé. Bài của chúng ta ngày hôm nay đây, làm gì khi bạn bị bạo hành nhỉ? Ở đây chúng ta có tình huống thì đây, bạn nhỏ đang có dấu hiệu bị bạo hành, bị đánh đúng không nào? Và cái cách giải quyết của bạn ý là như thế nào nhỉ? Cách thứ nhất là đứng im và chịu bị đánh. Cách thứ hai là bỏ chạy và kêu cứu thật to đúng không nào? Vậy trong hai cách giải quyết này bạn sẽ chọn cách giải quyết nào? Rồi các bạn thân mến ạ, khi mà bạn có dấu hiệu bị bạo hành thì bạn hãy bình tĩnh, hít thở sâu hoặc bỏ chạy thật nhanh, kêu cứu, thông báo cho bố mẹ của bạn biết, hoặc cô giáo của bạn biết, hoặc những người mà bạn có thể tin tưởng nhất các bạn ạ. Để có thể, để một tất nhiên là để người lớn có thể xử lý giúp bạn nhanh nhất có thể rồi đúng không nào? Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau quay lại về hai bức tranh để xem bức tranh nào là cách xử lý đúng của bạn nam nhé. Khi bị người khác đánh, chuẩn bị đánh, chúng ta phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, bỏ chạy thật nhanh, hét lên thật to và chạy ngay về với bố mẹ các bạn nhé. Bây giờ chúng sẽ nối tình huống với lại cách xử lý số 2 đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy bút ra để nối nhé. Khi các bạn cầm bút màu hay là bút chì để viết bài thì các bạn luôn nhớ là cầm bằng tay gì nhỉ? Phải và cầm bằng ba đầu ngón tay ạ. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập nối thôi. Ở đây nhé, nối tình huống với lại cách giải quyết số 2. Ok chưa? Rồi mình nhắc lại một lượt nữa nha. Khi mà bạn thấy mình có dấu hiệu bị người khác bạo hành, bạn hãy bình tĩnh, hít thở sâu hoặc bỏ chạy thật nhanh, kêu cứu để có thể thông báo cho bố mẹ, cô giáo hoặc những người mà bạn tin tưởng nhất biết được nhé. Rồi, thời lượng của video đến đây thì cũng hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video, chia sẻ, like và subscribe kênh của mình ạ. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng ra thật nhiều những video bổ ích cũng như là những cái kinh nghiệm để cho các bạn trang bị cho chính bản thân các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt.